Tiếp tục chuỗi sự kiện trong chương trình tuần lễ thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh, trưng bày giới thiệu các thành tựu và kết quả 15 năm triển khai thương hiệu quốc gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, chương trình thương hiệu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003 là chương trình duy nhất của Chính phủ quảng bá thương hiệu quốc gia của Việt Nam thông qua thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Sau nhiều năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia đã hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp từng bước tạo dựng thương hiệu quốc gia trên thị trường quốc tế. Việc xây dựng và quản trị thương hiệu ngày một trở nên quan trọng và cần có sự đổi mới sáng tạo, đồng hành cam kết giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Triển lãm là nơi giới thiệu đến các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người dân về chương trình thương hiệu quốc gia nói chung và sản phẩm nổi trội đồng hành cùng chương trình, góp phần tăng thêm niềm tự hào của người Việt Nam đối với hàng Việt Nam, từ đó có các hoạt động ủng hộ cho hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam.